thưa quý vị và các bạn theo dõi bản tin phát triển kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 1 của Thanh Hóa tăng 17,3% so với cùng kỳ. Nông nghiệp Thanh Hóa quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2023. Để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2023 ở mức 6,5% ngành công thương phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6%. Bộ Công Thương xác định ưu tiên phát triển xuất khẩu các mặt hàng có quy mô xuất khẩu lớn, lợi thế cạnh tranh cao như điện tử, dệt may, da dày, nông sản, đồ gỗ, gắn với đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu. Đối với nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản sẽ giảm dần xuất khẩu đối với khoáng sản quan trọng, kể cả dưới dạng tinh quặng. Với nhóm hàng nông lâm thủy sản, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, mở rộng thị trường và thương hiệu hàng hóa của Việt Nam. Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu hướng mạnh vào chế biến sâu, chất lượng cao và các sản phẩm công nghệ cao. Nâng cao khả năng đáp ứng các quy định tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, môi trường phát thải carbon thấp và lao động. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam trong tháng 1 năm 2023 giảm so với cùng kỳ, nhưng có tới 153 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 48% về số dự án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Kết quả thu hút các dự án mới trong tháng 1 năm 2023 được đánh giá là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội cho Việt Nam trong năm 2023, khi nhiều dự báo cho thấy Việt Nam có thể thu hút 36 đến 38 tỷ đô la Mỹ. Trong số các dự án FDI được cấp mới, những dự án liên quan đến lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa mô tô, ô tô, xe máy và xe có động cơ khác có tỷ lệ vốn đăng ký lớn nhất, tiếp theo là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo theo số liệu vừa được Tổng cục thống kê công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1 năm 2023 ước đạt 46,56 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 25,08 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 21,48 tỷ đô la Mỹ. Với kết quả này, cán cân thương mại thặng dư 3,6 tỷ đô la Mỹ. Về xuất khẩu, trong tháng 1 năm 2023, ước đạt trên 25 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước giảm 18% khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 12%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 năm 2023 giảm 21,3%. Trong tháng 1 năm 2023, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, chiếm 66,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, gồm điện thoại và linh kiện, điện tử, máy tính và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, phương tiện vận tải và phụ tùng. Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu trong năm 2022 khiến phần lớn các khu vực trên thế giới phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong khi giá dầu, khí đốt và điện tăng mạnh. Cuộc khủng hoảng này vẫn còn nhiều điều khó lường và được dự đoán chưa thể kết thúc trong năm 2023. Theo các chuyên gia kinh tế, kịch bản năng lượng năm 2023 vẫn bị chi phối bởi hai điều không chắc chắn, đó là nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc và nguồn cung dầu mỏ của Nga. Thị trường dầu thô thất chặt đã làm hồi sinh các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với Iran, nhà sản xuất dầu thô lớn với khả năng xuất khẩu dự phòng. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán được dự đoán sẽ khó có triển vọng trong năm 2023 khi Iran và phương Tây vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề ngoại giao. Năm 2023 dự báo là một năm triển vọng hơn cho phân ngành năng lượng tái tạo so với nhiên liệu hóa thạch, ước tính tiêu thụ năng lượng mặt trời và năng lượng gió sẽ tăng 11% trong năm 2023. Tháng 1 năm 2023, hoạt động thương mại nội địa của Thanh Hóa diễn ra sôi động. Thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, giá cơ bản ổn định. Hệ thống siêu thị, cửa hàng thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn, thu hút người dân đến tham quan, mua sắm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 1 ước đạt trên 17.500 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa tiếp tục gặp khó khăn, giá trị xuất khẩu ước đạt trên 290 triệu đô la Mỹ, giảm 37,7% so với cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu ước đạt trên 546 triệu đô la Mỹ, tăng 6,6%. Sau hai năm ảnh hưởng dịch Covid-19, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Nhu cầu du lịch du xuân của người dân trên địa bàn Thanh Hóa tăng cao. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng lượng khách du lịch tháng 1 năm 2023 ước đạt 393.000 lượt khách, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 495 tỷ đồng, gấp 2,7 lần. Cùng với nhu cầu du xuân, du lịch người dân tăng cao, hoạt động vận tải tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong dịp Tết. Vận chuyển hành khách ước đạt 3,72 triệu lượt, tăng 93,8% so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, dự báo nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành nông nghiệp vẫn đặt mục tiêu giá trị gia tăng toàn ngành 3% trở lên. Việc tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất tập trung gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu nông sản, đẩy mạnh chuyển đổi số là những giải pháp cơ bản để ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong năm nay. Năm 2023, ngành nông nghiệp Thanh Hóa xây dựng kế hoạch chi tiết chuyển đổi trên 96.000 ha đất sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp để tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế. Đồng thời, tích tụ tập trung 7.100 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Mục tiêu lũy kế đến hết năm 2023, tổng diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đạt trên 49.000 ha để tạo điều kiện thu hút các tổ chức, cá nhân vào đầu tư nông nghiệp, khai thác tốt ứng dụng khoa học công nghệ để tăng sản lượng, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất vào năm 2023 thì ngành nông nghiệp chúng tôi tiếp tục là chỉ đạo chuyển từ cái sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp mà trọng tâm đó là chúng tôi sẽ lựa chọn các cây trồng vật nuôi trên địa bàn có tỉnh để xây dựng cái vùng nguyên liệu có quy mô lớn giá trị gia tăng gắn với chế biến gắn với thị trường tăng ra cái diện tích liên kết để tạo ra một cái vùng có cái giá trị gắn với cái việc tích tụ tập trung đất đai, chuyển đổi số và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2021, Thanh Hóa đã phê duyệt ban hành 12 sản phẩm nông nghiệp chủ lực để tập trung đầu tư phát triển. Hiện toàn tỉnh đã hình thành được các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn gắn với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị như vùng lúa ngô thâm canh, vùng mía sắn nguyên liệu, vùng cây ăn quả tập trung, vùng cây thức ăn chăn nuôi, vùng nuôi trồng thủy sản. Đây là điều kiện quan trọng để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, Thanh Hóa đã phát triển được hơn 1.200 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó có một số doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngoài lập dự án, mở chi nhánh tại Thanh Hóa. Sự đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp sẽ góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở các địa phương, mở rộng diện tích liên kết sản xuất, chế biến và xây dựng thương hiệu cho nông sản. Sau 3 năm xây dựng cái thương hiệu gạo sao Quê, thì đến thời điểm hiện nay thì cái sản lượng cũng tăng dần qua các năm, trung bình 10 đến 15% một năm. Và hiện nay thì cũng đã mở rộng thị trường ra hai tỉnh lân cận Thanh Hóa đó là Ninh Bình và Nghệ An và tiến tới là thị trường Hà Nội và xuất khẩu. Thế thì qua 3 năm thì sẽ thấy đây là một hướng đi đứng đắn thì sau khi sẽ tiếp tục là là mở rộng vùng nguyên liệu liên kết và mở rộng thị trường để xây dựng thành công cái thương hiệu hàng gạo Sư Thanh. Vận động nhân dân là tiếp tục liên kết để tích tụ dụng đất để mà sản xuất theo cái cánh đồng mẫu lớn theo cái chuỗi để mà cung ứng và bao tiêu cái sản phẩm để mang lại cái hiệu quả kinh tế nó cao hơn. Phấn đấu là năm 2003 đấy thì phấn đấu là từ 230 đến 250 triệu trên hecta. Hiện Thanh Hóa đã có 236 sản phẩm ô cốp trong năm 2023 này. Toàn tỉnh đặt mục tiêu phát triển thêm 120 sản phẩm ô cốp. Đây là cơ hội để mỗi địa phương tiếp tục phát huy thế mạnh của từng sản phẩm lợi thế vùng miền thay đổi tư duy từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ sang tập trung quy mô lớn và liên kết chuỗi tạo thành vùng hàng hóa đảm bảo nguồn cung cho thị trường tăng giá trị kinh tế nông nghiệp. thì ngành nông nghiệp của huyện Ba Thước đã tập trung chỉ đạo để sản xuất các cái sản phẩm cây trồng vật nuôi đặc sản có lợi thế của huyện theo cái chuỗi giá trị và đẩy mạnh cái chế biến để tạo ra các sản phẩm từ đấy là xây dựng các cái công nhận các sản phẩm ô cóp và gia tăng giá trị cho các cái sản phẩm nông nghiệp của huyện. Mặc dù năm 2023, dự báo kinh tế nói chung, lĩnh vực nông nghiệp nói riêng sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Nhưng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm cao của ngành nông nghiệp, các địa phương doanh nghiệp hợp tác xã và người dân, những hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp mới hiệu quả gắn với quá trình chuyển đổi số, kinh tế số sẽ tiếp tục được nhân rộng tạo ra những bước đột phá mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp